Chào anh, xin anh giới thiệu tên của anh và địa phương của mình ở đây, đồng thời là có số điện thoại. Anh giới thiệu trước đi. Đấy. Đấy, bây giờ là thưa với thầy là con là Đặng Quốc Tuấn, con cư trú tại bản Nam Tiến, xã Quan Phạng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Đấy. Thế số điện thoại của anh? Số điện thoại của con là 0982 907 669. Vâng. Thế diện tích của anh trồng chanh dây này là được bao nhiêu? Diện tích của con trồng chanh dây là 5 ha. 5 ha. Và cái cây này anh trồng được mấy năm rồi? Cây này là con trồng từ mùng 10 tháng 4 năm 2017. Là chưa được một năm. Vâng, là chưa được một mới năm. Mới các bạn. Vâng. Khi mà thu hoạch chưa hết nước quả thì cây nó đã rạc, rạc đi và nó xấu. Nó xấu, nó rạc đi. Đó thì đại diện của Goldtech là chú Thắng. Ừ. Nên giới thiệu cái phân Goldtech này. Vâng. Thế con thấy nó hiện đại, nó mới. Ừ. Thế là con dùng luôn. Vâng. Từ ngày 30 tháng 10 10. Ừ, 30 tháng 10. Tháng 10 là con tưới và tưới gốc và phun ra lá cây vâng. Lần đầu tiên. Vâng. Và đến hôm nay là được 3 lần rồi. Ừ. Và thấy cây nó khỏe trở lại. Ừ. Từ dưới gốc nó đã xanh lên từ dưới gốc. Vâng. Và lên ngọn. Vâng. Nảy mầm tốt. Vâng. Cái đọt của nó đơn dài ra, lá nó mở rộng mà nó màu xanh đặc trưng của cây. Vâng. Và cảm ơn anh. Thì như thế hiện nay cái vườn của anh thì tôi sẽ hướng dẫn thêm một cái quy trình chăm sóc. Vâng. Bằng cách là như mình làm cái gốc như thế này. Đấy, thì làm cái gốc như thế này thì rễ nó ra thổ ngoài này, mình đào lên là mình thấy nó bị đứt, tức là có nghĩa là rễ còn ra thổ đâu thêm cả 5 bạch tấc nữa. Nhưng mình thu gọn cái này để dành phân cho cái khác. Thì như mình làm như thế là để mình bổ sung phân và cái độ tơi xốp cho đất. Đúng không? Thì anh dùng cái phân Goldtech này anh phá phun tưới theo định kỳ. Thì cái này nó sẽ tốt tươi lên hẳn cho anh. Đồng thời á, có một số mà anh chưa làm được là những cái cành mà thu rồi đó. Thì anh phải thâu ngắn lại. Đúng không? Để rồi mình tưới phân để cho bây giờ là cái mùa này là mùa ngủ đông. Thì cây này nó sẽ phát triển vào đầu lập xung, tức là 2 tháng nữa. Thì trong 2 tháng đó, anh cố gắng làm những cái gì mà tôi được hướng dẫn. Ví dụ như là thường xuyên đi ra là vắt những cái cành tươi này nó lên. Đấy, và những cái cành mà mình cắt thu quả rồi, thì mình thu ngắn lại. Đấy, để cho nó tưới tắm, để cho nó đâm cái chồi cạn. Thì nó hiệu quả hơn là nhiều. Cảm ơn thầy. Dạ. Thế như thầy anh có hài lòng về cái phân sinh học của cơ này không? Đúng thế nào? Con rất hài lòng và rất yên tâm. Vâng. Thế thì sử dụng phân Goldtech thì cái phân học và cái thuốc trừ sâu là giảm được nhiều. Giảm nhiều. Động đỡ sợ. Vâng. Và không ô nhiễm môi trường. Ha. Tức là khi mình dùng thuốc, nhiều thuốc bảo vệ thực vật thì nó ô nhiễm môi trường. Độc hại cho ngay cả trong bản thân mình cũng bị ảnh hưởng, và trong cái nguồn nước nó cũng bị ảnh hưởng. Đúng rồi. Thì khi mình sử dụng cái phân Goldtech này thì anh thấy là mình rất hạn chế sâu bệnh thì ba và cũng vô vôi vô lân và vô phân chuông như thế này để cho nó cái cây nó được hoàn chỉnh tốt hơn. Thì sang năm anh sẽ có một cái vụ bồi thu. Vâng, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh nha.